ra mắt lần đầu tiên vào năm 2007 với hơn 6 triệu chiếc được bán ra trên toàn cầu, là một SUV đa dụng bán chạy hàng đầu tại châu Âu và là sản phẩm thành công nhất của Volkswagen tính đến thời điểm hiện tại. Và chiếc xe mà mình đang nói đến đó là Volkswagen T1. Hãy cùng mình điểm qua những điểm nhấn nổi bật của chiếc xe này. Cụm đèn pha full LED trang bị công nghệ IQ Light với một số tính năng thông minh như mở rộng góc chiếu khi vào cua, mở rộng khoảng sáng, hỗ trợ chiếu sáng ở thời tiết xấu, tự động bật tắt và điều chỉnh theo điều kiện ánh sáng cũng như là thời tiết ở bên ngoài. Lưới tản nhiệt thì được thiết kế liền khối với cụm đèn pha và trên lưới tản nhiệt này được tích hợp hệ thống đèn LED chiếu sáng vô cùng nổi bật vào ban đêm. Phần thân xe nổi bật với logo OnSpace được đặt ở ngay phía bên hông xe cùng đường gân dập nổi kéo dài dọc thân xe. Bộ mâm thiết kế mới với kích thước 18 inch đi kèm với bộ lốp tự vá. T1 được trang bị chìa khóa thông minh, chỉ cần chìa khóa ở trong người, khóa cửa ở đây. Còn mở cửa thì ở đây. Còn mở cốp. Xung quanh xe được trang bị đến 12 cảm biến vật cản hỗ trợ dè đổ xe tự động. Và camera dè ở đây có một tính năng rất xịn sò, hãy cùng mình thử nhé. Khi để cần số ở vị trí R và đẩy kềnh gạt mưa về phía trước, camera sẽ được xịt rửa bằng dung dịch chuyên dụng với áp lực cao. Bạn thấy tính năng này như thế nào? Hãy để lại ý kiến mình ở phần bình luận. Một số nổi bật bên trong khoang nội thất như vô lăng và cần số thì được thiết kế mới. Màn hình táp lô là màn hình điện tử, màn hình giải trí trung tâm là màn hình cảm ứng với điều khiển bằng cử chỉ. Có kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Bên trong xe có hệ thống đèn viền nội thất với 30 tùy chọn màu sắc. Ghế thì được bọc da và hai ghế trước thì chỉnh điện và nhớ 3 vị trí. Hệ thống điều hòa trong xe là hệ thống điều hòa tự động 3 vùng khí hậu và điều khiển bằng cảm ứng. Hàng ghế thứ hai thì có thể trượt lên xuống một cách linh hoạt. Tựa tay thì ở đây. Để cốc thì ở đây. Và hai bên thành cửa có rất nhiều chỗ để đồ. Là một chiếc SUV cỡ trung linh hoạt, khi có thêm hàng ghế thứ ba có thể chở đến 7 người. Đây là cốp xe khi dựng cả 3 hàng ghế. Còn đây là cốp xe khi gập hàng ghế thứ ba. Còn nếu muốn nhiều không gian hơn thì gập cả hai hàng ghế phía sau. Bên dưới nắp capo là khối động cơ 2.0 TSI sử dụng công nghệ turbo tăng áp và công nghệ full nhiên liệu kép, sản sinh công suất là 180 mã lực và 320 Nm. Sức mạnh này sẽ truyền xuống hệ thống điện động 4 bánh toàn thời gian 4Motion thông qua hộp số tự động 7 cấp DSG. Anh chỉ mất 7,8 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h và T1 đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 6. 100% lệ phí trước bạ là ưu đãi mà bạn sẽ nhận được khi mua Volkswagen T1 ở thời điểm hiện tại. Và để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với hệ thống đại lý của Volkswagen trên toàn quốc hoặc để lại thông tin theo form bên dưới. Bạn nghĩ sao về chiếc xe này? Hãy để lại ý kiến mình ở phần bình luận và đừng quên follow kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ Volkswagen Việt Nam.